Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ làm đề tài tiếp theo, ngày tận thế của giáo hội Sa Tăng. Cha con giáo hoàng Alexander thứ sáu và chủ nghĩa bá đạo, vị thánh sống công giáo đứng đầu giáo hội trong các năm 1492-1503 là Đức Thánh Cha Boja Alexander thứ sáu, chiếm kỷ lục quốc tế về các môn dâm tặc và loạn luân. Y hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu linh mục Jerome Savonarole suối dân Florence nổi loạn chống giáo hoàng năm 1497, đã bị giáo hoàng đem quân đến dẹp tan. Linh mục Jerome và ba đồ đệ bị trói vào cọc thiêu sống vào ngày 23 tháng 5 năm 1498. Con trai của Đức Thánh Cha Bonza là ông hoàng Cassa, được Michelvo coi là người mẫu lý tưởng cho tác phẩm Li Prince Quân Vương. Michelvo gọi ông hoàng Sis Cassi là một thú dữ lớn hoàn hảo, một quái vật duyên dáng. Đó là một mẫu người phạm tội ác đến mức mọi người phải ngưỡng mộ. Cassa và giáo hoàng Alexander thứ sáu đã là nguồn cảm hứng khiến cho Michael phải bỏ ra 15 năm tự giam mình trong căn phòng cô đơn để đọc sách, nghiên cứu, viết ra tác phẩm Princeps, tiếng Ý có nghĩa là quân vương. Michael quan niệm giáo hội công giáo là một vương quốc, kẻ đứng đầu giáo hội hay đứng đầu quốc gia đều là quân vương. Cả giáo hoàng lẫn hoàng tử Cassius đều là những kẻ vô thần, bất cần sự cứu rỗi đời đời. Quan tâm hàng đầu là làm sao chiếm giữ quân quốc trên thế gian để được hưởng mọi loại thú vui. Thú vui xác thịt phải được thỏa mãn tối đa dù với bất cứ một người đàn bà nào mà cha con ông muốn. Bất kể là người là ai, thú vui thẩm mỹ với các tượng điêu khắc, tranh nghệ thuật, xây cất cung điện nguy nga và các đền thờ vĩ đại như đền Thánh Phêrô chẳng hạn, cốt để lưu danh một thuở, không loại trừ cả thú vui trí thức. Tìm một triết lý sống, một nghệ thuật thống trị bà và bành trướng quyền lực, Alexander có sáng kiến xâm lược vùng đất tại châu Mỹ để vua quét vàng và tài nguyên làm giàu. Cả hai cha con giáo hoàng Alexander thứ sáu đã đưa tội ác lên cao tới mức nghệ thuật khiến thiên hạ phải khâm phục, vì người ta thấy dường như có cả một sự thẩm mỹ trong tội ác. Nghiên cứu trường hợp của hai cha con giáo hoàng Alexander thứ sáu, Michael tự hỏi bản chất vương quốc là gì, làm thế nào để chiếm nó, làm thế nào để giữ gìn nó, và tại sao người ta đã mất nó. Michael đọc các sách cổ kim có thể có được có điều để nghiền ngẫm và tìm ra câu trả lời cho những vấn đề trên. Theo ông, vương quốc là sản phẩm của sức mạnh. Nền văn minh Kitô giáo là nền văn minh dựa trên chủ thuyết sức mạnh, dùng mọi biện pháp của sức mạnh để chiếm đoạt cho được vương quốc. Mọi sự giả vờ, lừa gạt, tàn bạo, nhất là chiến tranh, là những đối tượng mà vương quân phải luôn luôn để tâm suy nghĩ. Đó là nghề nghiệp của quân vương. Am tường mọi nghệ thuật và chiến tranh là phương cách tốt nhất để tiến đến chiếm quyền hành. Người ta chỉ có thể thủ đắc vương quốc, đế quốc lãnh thổ hoặc đế quốc tinh thần, như Vatican cũng vậy, là do sự quyết tâm, tài năng, sự kiên trì và sự bạo tợn dám làm. Quân vương phải là những người biết sử dụng vũ khí của mình và vũ khí của kẻ khác, phải có âm mưu để đủ thủ đắc vương quốc với sự đồng ý hoặc cả với sự không đồng ý của nhân dân. Michael
phủ nhận số phận. Ông cho rằng số phận chỉ có ở nơi nào người ta không dự liệu các biện pháp để chống lại nó mà thôi. Với tài năng, người ta có thể chiến thắng để xóa bỏ số phận. Machiavelli quan niệm nhân dân là một tập thể luôn luôn thay đổi lập trường, vì rất dễ bị thuyết phục và không có ai duy trì được lâu dài. Sự tin tưởng của nhân dân đối với quân vương, vì vậy phải dùng bạo lực với nhân dân. Các quân vương đều đã duy trì được luật pháp của mình bằng vũ khí. Không có phương tiện bạo lực thì không ép buộc được ai. Dùng sức mạnh để duy trì niềm tin của quần chúng, và nhờ sức mạnh, quân vương sẽ được lợi thế để có quyền hành, được hạnh phúc và được kính trọng lâu dài, dù cho quân vương là một kẻ vô đạo đức. Qua tác phẩm Quân Vương, Machiavelli đã hết lời ca tụng Cassel Bonja. Trong thực tế, Cassel Bonja đã bị mất ngôi một cách buồn thảm. Cha của Cassel Bonja là giáo hoàng Alexander thứ sáu bị đầu độc chết. Mọi người lảng tránh để thể xác của ông sình thối, vì nhiều ngày mới được đem chôn. Hai cha con giáo hoàng Alexander trở thành biểu tượng của sự vô luân, sự tàn bạo và sự gian xảo cùng cực chưa từng thấy. Tuy nhiên, giới quý tộc bảo hoàng rút ra từ đó một bài học: hãy tạo ra một vương vương từ uy thế của một người trong hoàng tộc, để rồi núp sau lưng quân vương mà thỏa mãn mọi cao vọng. Trong trường hợp vương quốc của giáo hội thì giới quý tộc bảo hoàng này chính là lập tập đoàn tu sĩ. Giáo hoàng Alexander thứ 6 chết năm 1503 nên đã không có cơ hội đọc tác phẩm của Machiavelli ca ngợi Alexander thứ 6 đã nới rộng lãnh thổ nhờ sức mạnh. Người ta phải hy vọng rằng ông có thể làm cho lãnh thổ này lớn hơn nhiều và đáng kính hơn nhiều. Cuối chương thứ 11 của tác phẩm nghiên cứu về hoàng tộc nước Pháp, Machiavelli viết: vương vương được xoay quanh bởi những nhà quý tộc. Giới quý tộc nắm quyền không phải do đặc ân của quân vương mà do sự lâu đời của dòng dõi mình. Machiavelli chỉ cho các người muốn làm chính trị phải biết: không có cái gì lúc nào cũng tốt và không có cái gì lúc nào cũng xấu, mà tốt hay xấu là tùy lúc. Quân vương có thể là vô thần nhưng cần phải tỏ ra sùng đạo. Quân vương có thể là nham hiểm ác độc nhưng phải tỏ ra rộng lượng, thương người, giữ lời hứa, cứng rắn, can đảm, vui vẻ, liêm khiết. Nói tóm lại, quân vương phải cùng một lúc vừa là một non con cáo vừa là một con sư tử. Làm cáo để biết mọi cạm bẫy giăng ra hại mình, và làm sư tử để mọi con cáo khác phải biết sợ mình. Quân vương cần phải biết làm cho mọi người phải sợ mình hơn là thương mình. Muốn duy trì quốc gia phải đi ngược lại với đức bác ái và chống lại tôn giáo khi không còn lợi dụng được nó. Khi có thể được thì đi theo con đường thiện, khi cần phải biết dấn thân vào con đường ác. Tác phẩm Quân Vương của Machiavelli chỉ là một cuốn sách mỏng nhưng là kết quả của 15 năm làm việc miệt mài khổ công của tác giả. Ngày 22 tháng 6 năm 1527, Machiavelli qua đời thọ hưởng dương 58 tuổi. Khi ông chết, chẳng một ai biết tới tác phẩm của ông. 4 năm sau khi ông chết, giáo hoàng Saint-Mét thứ 7 1531 cho xuất bản Quân Vương. Từ đó sách này được in ra và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Cả thế giới bình luận ồn ào, có kẻ ca ngợi là tuyệt tác phẩm chính trị, kẻ khác lại kết tội Quân Vương là cuốn sách dơ giấy tội lỗi được viết bởi ác quỷ. Có lẽ Rousseau là người đưa ra nhận xét đúng nhất: quân vương là con dao hai lưỡi. Một mặt nó giúp cho quân vương chiếm quyền hành, nhưng mặt khác nó giúp cho quần chúng
thấy được các thủ đoạn của Vân Vương. Từ đầu thế kỷ 17 tại Âu Châu, cuốn sách Vân Vương trở thành một quái vật huyền thoại. Hầu như mọi vua chúa và cận thần đều say mê đọc và nghiền ngẫm cuốn sách mỏng này. Không ai có thể ngờ ảnh hưởng của nó đã làm thay đổi cả lịch sử loài người, với nhiều chuyện buồn hơn là chuyện vui. Năm 1614, Richelieu là hồng y giáo chủ kiêm thủ tướng nước Pháp ra lệnh cho tu sĩ Machaut viết sách ca ngợi Machiavelli. Năm 1787, chính phủ Ý cải mộ của Machiavelli đem về an táng tại nghĩa trang quốc gia, để nắm xương của ông được bên cạnh các vĩ nhân Dan, Galilei, Machaut, Anne, Rossini, và trên mộ của Machiavelli được gắn dòng chữ không có lời ca ngợi nào xứng đáng với tên ông. Quả vậy, tên của ông đã tạo ra một lô danh từ trong các từ điển của mọi nước Âu Mỹ. Machiavelli có ý nghĩa là chính sách xảo quyệt, xảo trá, nham hiểm, ác độc. Có một điều không ai phủ nhận, tác phẩm Vân Vương đã là sách gối đầu giường của các bạo chúa từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Từ Richelieu đến Napoleon đều dùng sách của Machiavelli để hoạch định chiến lược. Thậm chí khi Napoleon bị thất trận tại Waterloo, người ta đã phát hiện ra trên xe của Napoleon có dán nhiều mảnh giấy ghép lại nhiều đoạn trong sách Vân Vương. Năm 1924, Mussolini được dựa vào sách Vân Vương để phát minh ra chủ nghĩa phát xít. Mussolini tuyên bố: "Tôi xác nhận rằng lý thuyết của Machiavelli ngày nay còn sống mạnh hơn 4 thế kỷ qua." Hitler cũng là đệ tử của Machiavelli. Sau Thế chiến thứ hai, người ta mới nhận rõ hơn khuôn mặt ghê tởm của chủ nghĩa Machiavelli qua tham vọng nô lệ hóa thế giới của Hitler. Qua cuốn sách của Arthur Conan, người ta mới biết cả Stalin cũng luôn luôn giữ ở đầu giường một cuốn Vân Vương. Tóm lại, Machiavelli đã đào tạo ra một loạt các bạo chúa thâm nham hiểm ác độc trong 4 thế kỷ qua, mà khuôn mẫu của nó là cha con giáo hoàng Alexander thứ 6 thuộc thế kỷ 16. Đó là một quan niệm về đạo đức chính trị dựa trên căn bản của nền văn hóa du mục phi nhân bản xuất phát từ Babylon. Nền văn hóa du mục Babylon thấm qua đạo Do Thái của Abraham, Môi-se, xâm nhập vào Kitô giáo và phát triển cao độ nơi đạo Công giáo. Mà trung tâm quyền lực của giáo hội này nằm tại Vatican. Từ cái đầu của con bạch tuộc tại Vatican, các chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít Đức quốc xã, quân chủ chuyên chế, thậm chí chủ nghĩa cộng sản của Lenin hay Stalin chỉ là những cái vòi rồng của con bạch tuộc Vatican. Rồi từ cái vòi cộng sản Nga phát sinh ra cái ống hút nhỏ như Mao Trạch Đông, Pol Pot. Tất cả bạo chúa này thực chất là những đệ tử hạng bét của Vatican mà họ không biết. Chủ nghĩa cộng sản ghê như vậy cũng chỉ tồn tại được hơn 70 năm. Vậy mà giáo hội của Công Thái Tin đã tồn tại và tắc oai tắc quái ròng rã trên 16 thế kỷ, mà tới nay đa số nhân loại còn chưa nhận ra được chân tướng của nó. Đủ thấy Vatican siêu đẳng cỡ nào. Vatican thực sự là đỉnh cao trí tuệ loài người về phương diện triết học và văn hóa phi nhân bản. Nền văn hóa phi nhân bản xuất phát từ Babylon đã được ghi nhận là hết sức độc hại trong sách kinh Tân Ước viết: "Huyền thoại Babylon vĩ đại là mẹ của các con điếm và mọi chuyện ghê gớm của trái đất này." Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các bạn đăng ký kênh và nhớ theo dõi những phần sau.
thật hấp dẫn và chi lý. Xin tri ân các bạn.